quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai. Everybody is welcome to come forward behind the quyền. Trả lại đây quyền sinh em của người dân, dân biết cho gì cho mình, cho ai mình nó với Việt Nam. Trả lại đây cho anh dân tôi quyền tự do, quyền con người, nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ biết điều gì tâm thần để tự do mưu cầu hạnh phúc.